Liên quan đến vụ việc cách đây ít giờ, trao đổi với báo chí, một lãnh đạo của Bộ Công an cho biết việc ông Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú sẽ nhanh chóng tháo gỡ những nút thắt trong việc điều tra vụ án tại PVC. Bởi khi xuất hiện bị can chính trong vụ án thì tang chứng, vật chứng sẽ nhanh chóng được làm rõ. Đáng chú ý, các vụ án liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh nay đã chuyển sang cho cơ quan an ninh điều tra thụ lý. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trong những bản tin tiếp theo. Thưa quý vị, khi mới 30 tuổi, ông Trịnh Xuân Thanh đã làm phó giám đốc một xí nghiệp, 41 tuổi đã là phó giám đốc Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC. Trong vòng 20 năm, nắm giữ nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng, khởi đầu tốt, thăng tiến nhanh chóng, nhưng Trịnh Xuân Thanh đã mắc nhiều sai phạm dẫn tới vướng vào vòng lao lý. Xuất phát từ những sai phạm này, tay trời làm thua lỗ hàng nghìn tỷ ở PVC, mà chỉ trong vòng 4 tháng từ vị trí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, Trịnh Xuân Thanh đã trở thành người bị truy nã quốc tế.